chào các bạn với kênh của mình nha. Mình vẫn đang edit video trong trạng thái là hơi bị ngạt mũi một chút. Thì sắp tới là gần đến Tết âm rồi. Khoảng tầm 18 âm. À lộn, 18 dương, 18 tháng 1. Ồ, bạn ông này lag rồi. Ủa bạn, mắc gì lag trời. Khoảng tầm 18 tháng 1 dương là mình được nghỉ. Và lần này thì công ty mình cho nghỉ Tết tận 11 ngày. Nhưng mà sau đấy thì sẽ phải làm bù. Thì cái mình Ủa trời ơi. Ủa từ mọi người, mình đang hơi hoang mang một tí. Bạn ấy cứu sớm đúng không? Gì mới vào ghế thằng cứu vậy? Ông thì cũng vào lại rồi, nhưng mà ông có biết là bạn ông bị highlight không vậy? Sao lại đứng nấp trong góc như thế? Tự nhiên các bạn ấy làm mình hoang mang luôn á. Tháng 1 mà này mình được nghỉ luôn. Nhưng mà vấn đề là, như mọi người đã biết là 18 tháng 1 nó kiểu sẽ bán những cái skin như kiểu là collab Madame với lại Anne, rồi là một số skin khác, S Madame với S Hương Sư các thứ đấy, là sẽ bán vào hôm 18. Nhưng mà hôm 18 mình lại phải về quê. Và mình về quê thì mình sẽ không làm được video review mấy cái skin đấy. Thì bây giờ mình đang có một cái suy nghĩ là mình sẽ về quê trễ một ngày. Đoạn này mình nhìn thấy ba máy rung nên là mình bắt ra cổng sau luôn này. Chắc các bạn ấy hiến rồi. Mình đang có một cái suy nghĩ là mình sẽ về quê trễ một ngày để ở lại review skin luôn á. Tại vì hôm nay nó ra nhiều skin quá. Mà về quê là mình sẽ không có máy, mình không có review được. Mình cũng hơi tiếc. Bởi vì những cái video làm về những skin mới thì thường là nhiều view hơn ý. Nên là không biết là mình nên làm nào. Mình vẫn đang suy nghĩ về cái việc là mình về trễ một ngày. Mà về trễ thì mẹ mình sẽ không thích lắm. Mẹ mình thì vẫn thích là mình về sớm, càng sớm càng tốt, ở nhà càng lâu càng tốt. Mặc dù là ở nhà được khoảng tầm 2 ngày là mẹ sẽ bắt đầu ngứa mắt. Buồn cười đấy đấy. Nói chung là kiểu mình từ đi học xa, từ năm lớp 10 là mình đã phải đi học xa nhà rồi. Hồi đấy là trường mình cách trường khoảng tầm 10 cây sao á. Mà nếu mà đạp xe đi đạp xe về thì đương nhiên là hồi đấy thì làm gì đã có xe đạp điện đâu. Hồi đấy hầu hết mọi người chỉ đi xe đạp thôi. Thì cái là hồi đấy mình được ở trọ một tuần, mình sẽ về nhà vào thứ bảy chủ nhật. Đấy kiểu vậy. Thì thành ra là mình đã xa nhà từ rất sớm rồi. Sau này lên cấp 3 lên đại học thì đương nhiên là phải xa nhà rồi. À quên, đúng rồi, từ cấp 3 đấy. Lên đại học thì là đi xa tận thành phố khác cơ. Nên là kiểu mẹ mình rất là thương mỗi khi mình về nhà ấy. Nhưng mà đứng 2 ngày mà người ạ, đứng 2 ngày rồi là mình sẽ ăn chửi liền. Nói chửi cho vui chứ thực ra thì đương nhiên là mẹ thương thì mẹ vẫn thương rồi. Mà nhiều khi mình thấy kiểu đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh ấy. Có những gia đình sẽ kiểu cảm giác như là bố mẹ sẽ không được thương con như bố mẹ mình. Mình nghĩ thế, tại vì mẹ mình vừa thương mà kiểu vừa chiều ấy. Tức là mẹ mình chiều lắm. Hồi xưa, cái hồi bé thích gì cũng mua cho này. Rồi là kể cả bây giờ nha. Bây giờ mình đang còn được mẹ, tức là mình thì có gửi tiền về nhà, nhưng mà gửi tiền về nhà kiểu cho mẹ giữ ấy. Chứ mẹ cũng không có tiêu tiền của mình, mẹ không cần. Nhưng mà kiểu là đồ ăn hàng tháng. Đồ ăn hàng tháng là mẹ mình gửi ra cho mình. Mẹ mình gửi ra cho mình ý. Mà mẹ mình chiều tới cái mức là mẹ mình sẽ, ví dụ như là rau mẹ mình sẽ lặt sẵn này. Rồi là ví dụ như những cái món mà kiểu cầu kỳ một chút. Ví dụ như đợt vừa rồi mẹ mình có gửi lên cho mình là lươn nấu chuối đậu ấy. Là mẹ mình đã quấn lươn và rán các kiểu. Tức là mẹ mình làm hết rồi, mình ra đây mình chỉ việc chế gia vị và mình nấu thôi. Tức là nó rất là nhanh, mình không hề mất công đoạn sơ chế. Thịt thì mẹ mình cũng cắt ra chia thành từng bữa ăn. Kiểu cảm giác là mẹ mình làm A đến Z luôn á. Mà mẹ mình không hề ngại.
là như bản thân mình là một cái đứa kiểu mình chỉ nấu ăn được xương xương thôi, tức là mình không có giỏi nấu ăn nhưng mà những thứ mình nấu ra thì mình ăn được, còn người khác chê thì mình chịu nha, nhưng mà mình ăn được đấy. Thì mọi người hiểu tôi kiểu là với những một đứa như mình mà cái vụ sơ chế các món ăn á nó sẽ rất là lâu vì mình làm không khéo, mẹ mình làm hết cho mình. Còn hầu như những nhà khác mình kiểu bạn bè mình biết á, bố mẹ gửi đồ ăn ra thì kiểu cứ gửi ra thôi, còn ra đây tự làm hết kiểu thế. Còn mẹ mình là mẹ mình siêng, mẹ mình làm sẵn luôn, nhiều khi nghỉ tích cực luôn ấy. Mỗi tội là có mỗi cái là giờ già rồi cho nên mẹ cứ giục lấy chồng hoài, ngại mỗi việc đó thôi. Thực ra mình thấy ấy, nhiều người kiểu cũng khá là vô duyên khi mà kiểu cứ nhìn thấy mặt mình cái là hỏi khi nào lấy chồng, nhất là mấy bác ấy. Trong khi là đương nhiên là mình có phải là mình không lấy chồng đâu, mình cũng muốn lấy chồng chứ, nhưng mà mình ví dụ kiểu chưa gặp được người hoặc là chưa đến cái thời điểm phù hợp. Bây giờ mình vẫn đang còn kiểu muốn ăn chơi hát lượn, với cả là mình không thể nào, là hiện tại là mình chưa thể nào mình lo, mình cảm thấy tự tin để mà lo cho một cái gia đình nhỏ thì mình chưa cưới hết thôi. Nhưng mà nhiều người kiểu năm này có tháng nọ rất là khó chịu ấy, kể cả kiểu những người lớn. Người lớn thì thôi mình không nói, vì người lớn là bản thân họ từ trước tới giờ họ đã gọi là họ đã như thế rồi kể từ trước tới giờ rồi, nhưng mà kiểu mấy bạn trẻ trẻ hỏi trêu thì không sao, hỏi ít thì không sao, kiểu hỏi trêu không sao mà kiểu hỏi nhiều á, mình thề mình khó chịu cực kỳ luôn ý. Nhưng biết làm sao được, họ hỏi thì họ cứ hỏi, mình không trả lời thì thôi đúng không, cái gì mình không thích thì mình không trả lời chứ. Mình đương nhiên là mình cũng không đôi co gì với họ cả, bởi vì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến họ đâu, mình lấy chồng hay không lấy chồng thì cũng đâu ảnh hưởng đến họ. Kiểu toàn những người kiểu không không phải thân quen gì. Nhưng mà nói chung là trước sau gì thì cũng phải lấy chồng thôi, chứ mình cũng không phải là gọi là thích con gái hay gì cả, mình vẫn thích con trai mà. Ủa, hình như mình vừa thấy quả bù đúng không, mà cái hầm ở đấy rồi. Ok, mình sẽ làm thêm trận nữa nha. Hai tầng, nhà hai tầng. Ủa sao lúc nãy em có nhà hai tầng hết nhở? Chị của nhà hai tầng này. Thôi lần này chị em mình đi chung đi. Đi chung đi để cam cho tiện. Ai không biết đứa nào sẽ là nạn nhân đây. Lục hồ tạp chí. Wow. Wow. Ủa em mày là pallet à? Chị phe cái đó, em phe cái này. Đau quá chị ơi. Đau chứ, ở đây nhìn là thấy đau rồi, ở đây phải đánh xuyên ván cho xem là đi qua cái pallet. Cái đó đi qua đâu? Đi trước mà. Gì 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 giữa cầu giữa cầu gì ghe hai ghe hai ghe hai. Hai lần à, có máy rồi, ok. Máy sinh máy sinh. Gì. Ui, chạy xa dữ vậy. Quá. À nhưng mình mang tele mà. Ôi chạy 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 ngay đi từ bước chơi sân. Cho Ủa chị vậy tay rồi đem về trước nha, chị tay đem về trước nha. về về đi chứ được hết lát rồi. Chả có ai thèm cứu luôn này. Ăn được kiểu gì không ai thèm cứu này. Không ai thèm cứu luôn em ạ. Bọn nó dồn hết sang máy bên kia rồi. À có được A2 có người này. Nhưng mà bọn nó hiến rồi. Không ai thèm cứu luôn mà. Cũng biết chơi trò đó đó. Ê, mày mày có tin là tao bỏ được mày được mày muốn chết ok tao cho mày chết thằng Luke mày rượu mời không muốn thu phạt đúng không tao cho luôn tao thương người luôn tao tao được tao thương người muốn gì tao cho đó à. Trời ơi. Mày Luca, Luca thương 12 người, giờ Luca thương người, Luca thương cover người. sao lắm Luke hết
câu vờ này chị ơi, lắm Luke quá chị ơi, điểm ở đâu vậy? Cái gì vậy, gì vậy, gì vậy? Làm trò hề cái bốn gì ơi, chú hề thằng Luke hả? Từ từ thanh niên AFK thì xiên nó đã. Ai đây? Mày thương người này thôi ha, Luke đi rồi chị à. Mẹ, anh em có nhau hả con? Tao cho hai thằng lên ghế cùng nhau luôn. Quá đồ phát, bốn đứa lên ghế. Chị ơi, bốn đứa lên ghế là quá nhiều quá chị. Acrobat lên tàu em ơi. Trời ơi, nhảy bóng. Tuyệt vời. Nhảy bóng như vậy là bạn 10 điểm rồi. Chị ơi, cam ghế. Chị đang cam thằng luôn. Lên ghế hết cả tí. Cả gái lên ghế hết quá. Nhiều ghế quá không cam được em ạ. Chị cam nốt thằng này đã. Cam Luka đi, cam Luka đi. Thôi em bỏ một thằng Luka em kìa. Bỏ một thằng Luka đó. Nhiều Luka quá. À Doctor luôn chị ơi. Hả? Doctor bên Luka. À con đưa cứu Acrobat, con đưa cứu Acrobat. À bay rồi. Cái này đánh nó như xong rồi, giờ sao ta? Đứa đâu bay vậy? Chị ơi, chiêu ấy rồi tụi mày giết thằng, tụi mày cái này là tụi mày hai giết thằng Luka còn sống kìa em. Xem để nó sống vậy. Hai thằng đấy giống hoài. Chị ơi, đó nó luôn á, xin nó đi. Đó gì vậy? Mẹ nhờ cặp cái súng nhờ không dám bắt nó hết. Ôi là chị không kêu đó à? Không, chị đang phải cam con ghế, con phải cam ghế này, có con robot đi cứ. Trời ơi má, thẳng là robot. À, trong kia chị ơi, trong kia. Đi đâu vậy? Doctor! Em cứ ấy đi. Trong này nó hưu nhau nè, thằng Luke nè. Em cứ ấy đi chị Doctor mà, trời ơi, chị không muốn nó đẻ trứng em hiểu không? Mày làm anh hùng đi, mày giỡn làm anh hùng đi. Anh hùng Luke. Trời ơi, đứng trong đấy định làm gì? Chú em chị ơi, nó dậy được chết. Đứa nào đó? Ôi, nó dậy liên tục chị ơi. Sao? Chị ơi, đi đây, trời ơi, con nhặt ghế. Tao mày thích làm anh hùng lắm mà. Mày cover đi, mày cover mày ít hình đi. Nhưng mà còn một đứa nữa thôi. À đâu? Hết rồi, lên ghế hết rồi. Còn đứa. À con đứa ở đâu vậy? Biết tao lên bừa. Đây bên này, bên đây. Cái này là bên nào? Gì đây? Đây giữa cầu đem đây, vậy đây giữa cầu á. Giữa cầu nào? Giữa cầu bên tay phải. Cầu rạp xiếc. Cầu rạp xiếc thì nói cầu rạp xiếc tay phải tay nào, ai biết được tay nào. Mày bay hả? Tao cho mày rớt con. Nó đâu rồi? Ôi rồi. Ôi rồi. Nấu nước. Cái kèo cái gì? Ok à, cái chị tê le. Tê le thôi, chứ làm gì đâu. Trời ơi, biết chuyện mình quăng cái bình bóng đen bóng ấy rồi. Chưa mua nó chứ.